Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, Bắc Bộ đêm nay tiếp tục nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, về đêm muộn và sáng sớm có sương mù và sương mù dày, làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km trong sương mù. Tuy nhiên, tình trạng mây nhiều sương mù này sẽ không kéo dài lâu. Đến trưa và chiều mai trời mỏng mây và có nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở hầu khắp các tỉnh thành Bắc Bộ phổ biến từ 24 đến 26 độ. Riêng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có nơi cao hơn. Ở miền Trung, vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, buổi sáng trời có mây, đến trưa và chiều thì chuyển nắng, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 đến 26 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Vùng từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời có nắng từ sớm. Ở các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, nắng nhẹ, nhiệt độ phổ biến từ 27 đến 28 độ. Còn ở khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, cường độ nắng mạnh hơn, nhiệt độ cao 29 đến 31 độ. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng từ sớm, cường độ nắng tăng mạnh về trưa và chiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên phổ biến từ 27 đến 30 độ. Còn ở Nam Bộ, các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ cao phổ biến từ 35 đến 36 độ, cục bộ có nơi thấp hơn. Còn ở miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến là 32 đến 33 độ. Trên biển, trong đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây huyện đảo Trường Sa, tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Định đến Khánh Hòa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét, biển động. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước. Thank you.